Đây là con iPhone mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với đa số mọi người. Những cái năm trước á, mình đã từng nói với các bạn rất nhiều lần là nếu mà các bạn không có nhu cầu nào cụ thể về dòng Pro á, thì các bạn chỉ cần mua iPhone thường thôi, hoặc là dòng Plus nếu mà các bạn thích màn hình to, tại vì các bạn sẽ tiết kiệm được chi phí. Và năm nay á, iPhone 16 Plus nó lại càng khẳng định thêm cái điểm đó của mình. Nó lại càng chứng tỏ là nếu như các bạn muốn có một cái điện thoại iPhone thông thường, và đặc biệt là các bạn tiết kiệm được nhiều tiền nữa, thì các bạn nên đi mua dòng Plus. Đây là video chia sẻ của mình về con iPhone 16 Plus. Mời các bạn coi video ha. Đây chưa phải là video review đâu, mình mới trải nghiệm nhanh nó được một vài hôm thôi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ nhanh để mà các bạn thứ nhất là nắm được thông tin, và thứ hai là nếu bạn nào đang cân nhắc chuẩn bị lên đời iPhone trong đợt đầu này á, thì các bạn có thể mua. Rồi, bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên á, là đối với lại con iPhone 16 Plus này nè, thì cái tổng quan thì nó vẫn giữ lại được tất cả những điểm mình thích ở iPhone 15 Plus. Và dành cho bạn nào chưa biết á, thì iPhone 15 Plus là con điện thoại chính của mình trong một năm qua. Trong nhà mình có đủ hết tất cả mọi dòng iPhone 15, kể cả Pro và Pro Max, nhưng mà mình vẫn chọn iPhone 15 Plus làm máy chính. Vì sao? Thứ nhất á, là bởi vì con máy này nó đủ nhẹ và nó cầm thoải mái. Chưa hết, nó vẫn có màn hình to và quan trọng hơn là pin lâu. Chức năng của tụi nó thì đầy đủ. Với tất cả những gì mà mình cần ở một con điện thoại á, thì con iPhone 15 Plus năm ngoái nó đều có thể đáp ứng rất tốt. Và năm nay cũng vậy ha, iPhone 16 Plus nó lại càng làm cho cái trải nghiệm đó trở nên tốt hơn. Thứ nhất á, các bạn thấy là năm nay màu của con iPhone 16 Plus và iPhone 16 thường cũng vậy ha, rất là đẹp, có rất nhiều màu nổi bật. Phía sau mình thì có thêm cái màu hồng nữa, các bạn có thể thấy nè. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình thích nhất là cái màu xanh lưu ly này. Và nếu như các bạn hỏi mình màu nào là màu nên mua, thì mình cũng sẽ nói với các bạn là nên mua màu này. Cái sắc độ màu của cái màu xanh này nó rất là ấn tượng, nhìn vô cùng đẹp luôn. So với lại năm ngoái, cái màu xanh thì nó hơi hướng là nó hơi màu trắng một chút, nhưng năm nay thì nó đúng nghĩa là xanh. Chưa hết nha, các bạn nhìn vào cái cụm camera này nè. Cái cách mà Apple họ làm cho cái phần kính ở cụm camera nó đậm hơn á, nó tạo nên một cái điểm nhấn cho con iPhone 16 Plus. Cho nên cầm cái máy này trong tay á, rất đẹp, rất là hấp dẫn. Và mỗi khi mà mình nhìn thấy mặt lưng của con máy này là mình muốn cầm nó lên ngay lập tức. Bữa giờ mình xài mấy con này cũng đã được khoảng 4 ngày rồi, nhưng mà cứ nhìn vào tụi nó là lại muốn cầm máy lên. Thậm chí ha, cái mặt lưng này mình đánh giá là mình còn thích hơn và mình còn thấy đẹp hơn so với lại mặt lưng của những con Pro và Pro Max nữa kìa. Rất là đáng tiếc khi mà dòng Pro và Pro Max á, nó chỉ có những cái màu khá là trung tính thôi. Mình thì lại thích mấy cái màu mà nó nổi bật như thế này hơn. Chứ nếu mà Pro, Pro Max có màu xanh như thế này thì có khi mình cũng mua không chừng. Hiện nay giá bán chính hãng của con iPhone 16 Plus tại Việt Nam á, thì nó sẽ vào khoảng 25 triệu 9. Đây là một con số mà các bạn có thể tiết kiệm được khoảng 3-4 triệu hoặc thậm chí là hơn ha, so với lại những cái con iPhone Pro hoặc là Pro Max. Ví dụ đối với lại iPhone 16 Plus đi, tại vì màn hình nó to mà, cho nên là phải so với lại con iPhone 16 Pro Max thì nó mới xứng đáng. Thì lúc đó các bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đặc biệt là con này thì nó bắt đầu bằng dung lượng 128GB nữa. Tiền đó các bạn có thể dành làm thứ khác, tại vì tiết kiệm được 3-4-5 triệu cũng một khoản lớn mà. Tổng quan thiết kế của năm nay thì nó cũng không khác quá nhiều so với trước đâu. Cho nên là nếu bạn nào đang xài iPhone 15 Plus thì có thể là các bạn không có quá nhiều lý do để mà lên đời. Nhưng mà từ 14 Plus thì ok. Tại vì 14 Plus nó bị một cái nhược điểm là cầm trong tay nó khá là nặng. Ngoài ra mấy cái cạnh mà Apple làm thì nó hơi sắc, cho nên các bạn cầm trong tay lâu dài thì các bạn thấy là nó hơi cứng đúng không? Thì lên con 16 Plus này sẽ không còn tình trạng đó nữa. Tại vì tất cả những cái mép giữa kính và khung nhôm bên ngoài thì Apple họ làm bo hết rồi. Cầm trong tay rất là thoải mái ha, và kể cả sử dụng trong thời gian dài cũng không vấn đề gì luôn. Rồi, bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn về màn hình của con iPhone 16 Plus. Đây là một cái màn hình 6,7 inch. Cơ bản đây là một cái màn hình rất là to, cho nên khi mà các bạn lướt web, trải nghiệm xem phim, giải trí, các bạn gõ bàn phím, các bạn xem video, các bạn làm việc gì đó, thì đây là một cái màn hình dư sức đáp ứng cho những cái nhu cầu thông thường. Bản thân mình là một người rất thích màn hình to, thì với cái kích thước màn hình 6,7 inch như thế này á, mình cảm thấy là nó rất phù hợp với lại cái cách sử dụng của mình luôn. Tất nhiên, đổi lại thì cái máy nó sẽ phải to hơn. Nếu mà các bạn thích nhỏ gọn thì các bạn có thể cân nhắc iPhone 16 á. Nhưng mà màn hình to thì nó vẫn có những cái giá trị rất là riêng. Cho nên nếu như mà bạn là thích màn hình to á, thì cứ nhắm con Plus này mà phan cho mình. Chất lượng hiển thị của nó cũng rất tốt ha. Độ sâu màu tốt, khả năng tái hiện màu ngon lành, độ sáng cũng cao nữa. So với lại năm ngoái thì cái độ sáng của con iPhone 15 và 16 Plus là tương đương. Mình nhớ độ sáng tối đa nó lên được tới 2000 nit khi mà hiển thị HDR. Nói chung thông số thì giống nhau. Chỉ có một cái điểm khác biệt đó là iPhone 16 Plus thì nó có thể hạ độ sáng được xuống thấp nhất là 1 nit. Còn ở iPhone 15 Plus thì mình không thấy ghi. Đối với lại sử dụng thông thường thì các bạn cũng không cần phải quan tâm tới cái tính năng này. Nó chỉ hữu ích khi mà các bạn ví dụ để ở trong cái chế độ standby mode á, tức là buổi tối nó chuyển sang cái chế độ mà màn hình màu đỏ, thì khi đó là cái độ sáng của nó thấp hơn. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải là quá đáng kể á. Cho nên là cái màn hình thì các bạn cứ coi là 15 Plus và 16 Plus là y chang như nhau ha. Màn hình này chỉ có một điểm mà mình hơi tiếc thôi. À, hai điểm chứ. Thứ nhất á, là cái viền màn hình á, nó vẫn còn hơi dày, dày hơn so với lại dòng Pro và Pro Max. Phải mà nó mỏng mỏng được như con Pro thì hấp dẫn hơn đúng không? Nhưng mà lúc đó ai mà đi mua Plus nữa, cho nên là mình nghĩ là Apple có ý đồ hết.
Và nhược điểm thứ hai vẫn như mọi năm, đó là nó không có cái màn hình 120Hz mà tần số quét của nó chỉ dừng ở mức 60Hz thôi. Cho nên nếu mà các bạn vuốt thì các bạn sẽ không cảm thấy mượt bằng. Nhưng mà bữa giờ mình đang xài con iPhone 16 Pro, bởi vì các bạn mới coi cái video 16 Pro của mình trải nghiệm thực tế rồi đó. Sau đó thì mình chuyển về lại con 16 Plus này, và thậm chí trong quá trình xài thì mình có đổi qua đổi lại giữa hai con để mà mình trải nghiệm á. Thì cái sự khác biệt là có, nhưng mà chỉ vài phút sau khi mà mình cầm lại con 16 Plus á, là mình quen ngay lập tức rồi và mình không cảm thấy khó chịu gì hết. Cho nên mình vẫn giữ đúng quan điểm của mình như những năm trước, là màn hình 60Hz á, là một thứ vừa đủ. 120Hz thì có thì tốt, nhưng mà không có thì với mình cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Trừ khi các bạn rất thích màn hình 120Hz, còn lại á, thì cái việc mà màn hình 60Hz ở trên con Plus á, nó không phải là vấn đề để mà các bạn phải suy nghĩ nhiều. Năm nay á, camera của con iPhone 16 Plus á, cũng được nâng cấp nhẹ ha. Thứ nhất là với cái cảm biến Ultra Wide á, thì độ phân giải của nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà cảm biến bên trong được nâng cấp. Thứ nhất là thế hệ mới hơn, thứ hai là cái kích thước cảm biến nó lớn hơn, và thứ ba là bản thân cái ống kính, cái khẩu của nó được tăng lên. Lúc trước chỉ là f2.4 thôi, bây giờ là f2.2. Thì như vậy vừa mở khẩu lớn hơn, tức là các bạn tưởng tượng cái ống kính đó nó có thể thu nhận được nhiều ánh sáng hơn, và bản thân mỗi cái pixel trên cảm biến nó cũng ghi nhận được nhiều ánh sáng hơn nữa, cho nên cái khả năng chụp đêm của cái camera ultra wide này nó cũng sẽ được tốt hơn. Và thực tế thì khi mà mình so cùng một tấm hình cùng một lúc luôn ha, giữa iPhone 15 Plus và 16 Plus mình chụp vào ban đêm đúng nghĩa là tối thui luôn, thì tổng quan hình á, con iPhone 16 Plus cho ra cái hình ultra wide nó ít bị bệt hơn. Và so sánh kỹ vào hai cái khu vực chung cư á, thì của con iPhone 16 Plus á, nó cũng sáng hơn và nó ghi nhận được nhiều chi tiết hơn so với lại 15 Plus. Còn lại những cái trải nghiệm khác về chụp hình và quay phim bằng cái camera chính của con máy này á, thì nó cũng tương tự như là 15 Plus. Ở đây vẫn là một cái camera mà bản thân mình rất là hài lòng. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều video mà các bạn được xem trong cả năm qua của mình á, là được quay từ con 15 Plus. Và con 16 Plus này nó vẫn làm tốt tất cả những chuyện mà quay phim chụp hình thông thường ha. Năm nay iPhone 16 Plus cũng có cái nút camera control, nhưng mà như mình đã phân tích với các bạn ở trong video trước á, thì chủ yếu nút này á, mình dùng để chạy nhanh app camera lên và dùng để chụp hình thôi. Những cái thao tác vuốt để mà chọn chế độ, để mà chỉnh zoom các thứ á, thì nó quá là bất tiện đi, cho nên là mình cũng không có xài mấy, chủ yếu chỉ dùng để chụp hình mà thôi. Năm nay á, iPhone 16 Plus cũng được bổ sung tính năng Audio Mix, và những cái tính năng mà chỉnh màu này kia của con iPhone Pro á, thì con iPhone 16 và 16 Plus nó cũng có đầy đủ hết ha. Về cơ bản là tính năng của camera hai con 16 và 16 Plus về mặt phần mềm là tương tự như nhau. Cái tính năng Audio Mix á, nó hay ở chỗ là khi mà các bạn quay một cái đoạn video thì nó sẽ sử dụng nhiều camera trên điện thoại để nó ghi nhận tiếng, và sau đó các bạn có thể tách tiếng ở những cái hướng khác nhau để lúc đó các bạn có thể tập trung hơn vào cái tiếng theo cái khu vực mà các bạn đang nói. Thì nó về cơ bản là nó sẽ loại bỏ được tạp âm nhiều hơn, mình thấy đây là cái ưu điểm lớn nhất. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hướng được cái âm thanh vào để các bạn nghe rõ ràng hơn. Thì mình sẽ có một cái video riêng mình test thử cái tính năng Audio Mix này để các bạn có thể hình dung nó một cách rõ ràng hơn. Đối với lại iPhone 16 Plus á, mình cũng thấy đây là một cái bản nâng cấp. Nhìn bên ngoài á, thì thiết kế nó không đổi nhiều, nhưng mà cách mà Apple họ đối xử với lại dòng thường và dòng Plus năm nay á, nó tiến bộ hơn ngày xưa, nó tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Ở chỗ là iPhone 16 và 16 Plus bây giờ á, là chạy chip Apple A18. Tuy á, là chưa có bộ xử lý đồ họa mạnh như là con A18 Pro, nhưng mà tụi nó đã chung tầm với nhau rồi, chung một thế hệ chip. RAM cũng là 8GB luôn. Và như vậy con iPhone 16 và 16 Plus nó không còn bị bỏ lại về mặt tính năng so với lại dòng Pro. Trước đây các bạn biết không, dòng 15 và 15 Plus á, thì thứ nhất là không dùng được Apple Intelligence nè. Thứ hai là không chơi được một số tựa game AAA, tại vì cái bộ xử lý đồ họa nó không đủ mạnh. Còn bây giờ á, thì con iPhone 16 và 16 Plus chạy được Apple Intelligence, sẵn sàng cho cái lúc mà nó update tiếng Việt ha. Rồi, kể cả các bạn muốn chơi những tựa game AAA mà dòng Pro có thể chơi được, thì con này có thể chơi được hết. Nói chung á, là về mặt phần mềm thì bây giờ các bạn xài 16 và 16 Plus không còn phải quá lo lắng nữa. Ngoài ra, con chip Apple A18 nó cũng giúp cho thời gian dùng pin kéo dài hơn, tại vì nó có cái khả năng tiêu thụ điện tốt hơn, tiết kiệm điện hơn so với trước đây. Hiện tại khi mà mình xài con iPhone 16 Plus này nè, thì mình có thể xài nó trọn vẹn một ngày và tới ngày hôm sau thì pin vẫn còn ha. Đây là một cái khoảng thời gian rất là dư dả rồi, và mình thấy là nó cũng cỡ cỡ như iPhone 15, và nếu không muốn nói là nhiều hơn, tại vì mình không có so trực tiếp hai con, tại vì sim chính của mình thì mình để con có một máy à. Mình thấy là có một số bài test ở trên YouTube thì người ta đã test rồi á, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Mình thấy là cái mức cải thiện nó đâu đó khoảng 10-15% về thời gian dùng pin á. Nhưng mà bản thân pin của con iPhone 15 Plus á, là nó đã rất trâu rồi. Lên con 16 Plus thì nó lại càng tốt hơn nữa. Và với cái thời gian dùng pin như vậy thì dư sức cho các bạn xài một ngày làm việc. Đi chơi tới tối cũng ok luôn. Qua sáng hôm sau quên sạc vẫn còn pin. Thậm chí chạy tới công ty á, vẫn còn được chút để mà các bạn ghim sạc ha. Thì thời gian dùng pin sẽ là một trong những cái ưu điểm lớn nhất khi mà các bạn cầm con iPhone 16 Plus trong tay. Con iPhone 16 á, tại vì kích thước nó nhỏ hơn cho nên dung lượng pin của nó nhỏ hơn, chứ nó không bằng được con 16 Plus đâu. Đối với mình á, thì iPhone 16 Plus nó thú vị ở chỗ á, là bởi vì nó cân đối hết tất cả mọi yếu tố mà mình cần ở một con điện thoại tốt. Thiết kế đẹp nó có nè,
Dynamic Island để nhìn cho nó hiện đại nè, nó có nè, màu tốt nó có nè, màn hình to, pin trâu, hiệu năng tốt, và năm nay đặc biệt là bởi vì nó sử dụng chip Apple A18 cho nên là tính năng này nọ thì tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết. Và đó cũng là lý do mà tại sao á mình nói iPhone 16 và 16 Plus á, là con iPhone dành cho đa số mọi người. Các bạn thích nhỏ thì các bạn mua iPhone 16, các bạn thích to thì các bạn mua iPhone 16 Plus. Tại vì lúc đó ha, các bạn có được một cái trải nghiệm iPhone khá là hoàn chỉnh. Chỉ là nó không có mấy cái tính năng của dòng Pro, ví dụ là không có camera tele, đó, nó bị thiếu đi một số thứ đó thôi. Nhưng mà nó lại không quá quan trọng với đa số những cái trải nghiệm thông thường á. Cho nên mình nghĩ là các bạn nên mua iPhone 16 và 16 Plus đi, trừ khi các bạn có nhu cầu về Pro, còn không á hả, thì các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền khi mà các bạn xài những cái dòng thường năm nay. Và chưa kể những bạn nào mà thích màu đẹp á. Đấy, đúng không? Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về iPhone 16 Plus. Sắp tới mình sẽ còn con iPhone 16 bản thường với lại iPhone 16 Pro Max nữa. Thì mình sẽ làm con 16 Pro Max trước, sau đó làm 16 ha. Thì với mỗi con mình sẽ trải nghiệm khoảng 1-2 ngày á. Tại vì phải đủ lâu thì lúc đó mình mới trải nghiệm được nó một cách kỹ càng. Tại vì mình nhét cái SIM chính của mình vào các thứ nữa. Hiện nay á, iPhone 16 Plus nói riêng và toàn bộ dòng iPhone 16, bao gồm luôn cả 16 Pro hay là Pro Max ha, thì đã cho đặt hàng tại shop đơn và dự kiến là ngày 27 tháng 9 thì sẽ bắt đầu giao hàng. Họ sẽ có những cái chương trình thu cũ lên đời nè, có những cái chương trình trả góp, với lại có cái chương trình mà nếu mà không trả máy đúng hẹn thì còn trả lại tiền cọc các thứ nữa đó. Thì các bạn có thể tham khảo thêm, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần bình luận. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái clip sau. Bye bye.